Rồi, chào tất cả anh em nhé. Chào anh em đã trở lại với video tiếp theo của bên shop. Đấy, trong cái video ngày hôm nay thì là shop sẽ xin giới thiệu cho anh em là tất cả các mẫu còng của PCP nhé anh em nhé. Đấy, từ là truyền thống này, FX này, rồi là EAD, Benjamin là đủ hết anh em nhé. Đấy, anh em xem video, anh em để ý hai số điện thoại shop để ở cái góc màn hình nhé. Đấy, shop để ở cái góc màn hình. Anh em mua hàng thì anh em điện trực tiếp vào hai số điện thoại để cho shop. Đấy, có kết bạn Zalo trực tiếp anh em nhé. Shop sẽ đi vào cái chi tiết cái sản phẩm ngày hôm nay nhé. Đấy, đây là tất cả các mẫu còng ấy, còng của cái của anh em chơi PCP anh em nhé. Đây, đầu tiên là giới thiệu cho anh em là cái mẫu đầu tiên. Đây, giới thiệu đầu tiên là cái mẫu là còng của truyền thống nhé. Đấy, còng truyền thống. Còng truyền thống thì nó có là hai loại đấy, một loại là bắn bi, một loại bắn chì. Đấy, loại bắn bi thì đây, thường thường bắn bi, cành bắn bi thì nó là cành là 12, cái phi 12 đây, lỗ còng là lỗ 12 đấy. Còn cái bình là đây 12-35 nhé anh em nhé. Đấy, bình 35, anh em mua còng của cành bắn bi thì anh em mua ấy, điện ra shop bảo lấy cho tôi cái cành là 12-35 anh em nhé, 12-35 đấy. Đây, rất chìa đẹp anh em nhé. Đấy, lỗ 12 này, đấy, lỗ cành lỗ 12. Đấy, lỗ của bình là 35, đấy, phi 12-35. Đấy, đây có mấy con, hai con ốc, đây, ốc trên giữ, ốc cố định, đấy, không cho cái bình nó di chuyển, đấy, cố định bình, đấy, siết bình, đấy, ốc này là ốc siết giữ cái lòng, anh em nhé. Đấy, đây là cái còng là còng 12-35 nhé. Đây, cái mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai đây. Mẫu thứ hai là cái mẫu vẫn là cái còng truyền thống. Đây, đây là cái loại là còng là 16-35 anh em nhé. 16-35 đấy. Cái lỗ bắt lòng là cái lỗ là 16. Đây, lỗ bên trên đấy, bắt bình là bình dài đấy, vẫn là 35 anh em nhé. Còng 16-35 nhé anh em nhé. Đấy. Đấy, cái giá của cái còng này thì là gì, hơn 100.000 tí anh em nhé. Đấy, hơn 100.000 một tí thôi anh em nhé. Đấy, để biết giá chính xác thì anh em cứ điện thoại đấy, trực tiếp vào shop nhé. Đấy, giá nó thay đổi thì theo tùy từng thời điểm anh em nhé. Đấy, hơn 100.000 một tí thôi. Đấy, đây, cái loại thứ hai, loại thứ ba shop xin giới thiệu đây. Cái loại này là loại ấy, còng này là còng của EAD anh em nhé. Đấy, còng EAD nhé. Đấy, shop là có cái loại còng nào còng 16-35 anh em nhé. Nó giống hệt như là cái loại ấy. Đây, nó giống hệt như là cái còng của quả truyền thống đây. Mỗi tội là cái lỗ này đây, cái bề, cái chiều dài ấy, chiều dài cách của cái bình đấy, cách của cái bình với cả cái chiều dài của cái bình đây, chiều dài của cuối bình này, bình với cả cái lòng ấy của truyền thống đây, của truyền thống thì ở đây, truyền thống thì nó xa hơn nhé. Đấy, nó vào là, đấy, nó vào là 1/2 anh em nhé. Đấy, mà còn cầm của ED đây, đấy, cầm của ED đây, lỗ của nó vào tầm 8 ly thôi anh em nhé. Đấy, 8 ly. Đấy, cầm của ED nó là 16-35 nhé. Đấy, lỗ lòng là lỗ 16. Đấy, lỗ của bình là lỗ 35 anh em nhé. Đấy, anh em nhớ nhé. Đấy, cầm nào cũng có là hai, thêm hai con ốc đấy, hai con ốc để anh em đấy, cố định bình mà cố định lòng nhé anh em nhé. Đấy, cái giá tiền của cái còng ED và còng truyền thống là nó giống nhau anh em nhé. Đấy, hơn 100.000 thôi. Đấy, hơn 100.000 bao ship anh em nhé. Đấy, vừa rồi là shop giới thiệu của cái còng ED đấy. Và tiếp theo còng này là còng của FX anh em nhé. Đấy, nó là cái phi là 16-60 anh em nhé. Đấy, 16 là cái lỗ của lòng ấy, 60 là cái lỗ để mình bắt bình mà. Đấy, bình condo ấy, bình condo, bình FX đấy, bình nhôm đít bằng này, bình nhôm đít tròn này, bình carbon này. Đấy, đấy, cứ mỗi lỗ là phi 60 đấy, đường kính như 60 anh em nhé. Đấy, đây có hai con ốc rất to này, anh em siết vào đây. Đấy, đấy, còng FX nhé anh em nhé. Anh em mua sản phẩm nào thì anh em điện rõ ràng là shop. Đấy, bảo tôi muốn mua còng truyền thống là phi còng truyền thống 12-35 đấy, hoặc là 16-35 đấy, còng FX
đấy, hoặc là còng ED đấy, nói rõ là shop, tại vì nó có còng, nó có nhiều mặt hàng đấy, anh em về điện bị ở mua còng nhầm lẫn thì nó lại mất công chuyển đi chuyển lại đấy nhá. Anh em mua hàng thì anh em ấy vẫn điện thoại hào hai số điện thoại trên và góc màn hình cho shop nhé. Đấy, chào anh em nhé. Đấy, anh em xem video nhớ đăng ký kênh cho shop nhé.